Hello, welcome các bạn. Chúng ta chơi 12 game để cho Hotel Run. Trời, không có cái gì cả. Chuột này. Chết. Phêu cái màn này rồi. Về đích chứ nào. Anh ơi, scary đi được. Pháo trong màn này đâu. Cái gì hỏng gì á? Deserves to eat this delicious turkey other than me. Oh. I will make sure you're never bothered me again. Where is that stupid?
stupid sand bucket! Chúng ta sẽ thiên trái tuần. Cái thanh niên này toàn tạo giáp đấy. Ui, không thể đấm bụng giáp được. What? Hết nửa cột máu.
Ok, chúng ta sang Cameron. Chơi mấy trò kia nó không được vui lắm, làm sao game này cho nó vui. Chơi mấy trò chơi chạy khoái khoái. Đó, mình đang chạy được khoảng 500m. Randy. Thank you.
Get your home. Ôi, chỗ này mình làm cái hú đen màu xanh này. Chúng ta sẽ đi ăn cái thùng rác này. Thùng rác ở đâu đấy có, ăn cây này. Có nhánh á. To đi em ơi. To rồi. Khi kích thước to lên thì sẽ mọi chuyện dễ hơn. Wow. To lên một cái ăn được bao thứ luôn. Nước cái bố đen này. Không nhìn thấy gì cả. Sao ăn được cái gì, ăn được thời gian à? Wow, cái gì đấy? Ồ, tiếp tục. Tự nhiên. Ủa, cái gì thế này? Ủa, tiến hóa rồi. Hiểu quá. Giết ba mạng là tiến hóa. Ồ, đẹp thế. Wow. Ô, lại tiến hóa tiếp này. Kết thúc. Quay trả tim.
Java ice cream. Trời chơi, chơi trò này trên mấy con màn hình tỷ lệ mới này, không đúng tỷ lệ sao ấy. Khó chơi lắm. Di chuyển rất là chậm này, các bạn không nên chơi mấy game này rất là chậm. Mình đã kiến nghị rất là nhiều lần nhà phát hành game không sửa. Khó chịu, chơi rất khó chịu, chậm lắm. Chà, đi chậm chậm thôi. Này, chắc mình sẽ quảng mất. Bán đồ. Chúng ta sẽ vào khu này đi. Ôi vãi. Chà, di chuyển chậm ôi, cái máy di chuyển chậm ôi. Chà, nó di chuyển nhanh không? Ôi, tôi chuyển.